công dụng chữa bệnh thần kỳ từ lá chanh, lá chanh hình trứng dài mép lá có hình răng cưa, khi dùng làm thuốc lá chanh thu hái về rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên phơi khô ở nơi không có nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng dần hoặc có thể dùng tươi. Lá chanh có vị cay ngọt tính ôn, có tác dụng hòa đàm, chỉ khái, sát khuẩn và tiêu đầm, dùng chữa ho do lạnh, cảm sốt, không ra mồ hôi, hỗ trợ điều trị hen phế quản. Đặc biệt trong lá chanh tươi có nhiều tinh dầu, mùi thơm, dễ chịu nên thường được dùng làm nguyên liệu cho nổi sông giải cảm. Chữa ho do lạnh Lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, tất cả rửa sạch, gừng thái lát sắc với 400ml, nước còn 100 ml khi uống cho thêm ít đường dùng trong 3 đến 5 ngày, cảm sốt không ra mồ hôi, lá chanh khô 30 g, tươi 10 g, sắc lấy nước uống trong ngày hoặc lá chanh 20 g, lá cúc tần 15 g, lá bưởi 5 g, vỏ quýt 10 g, sắc uống trong ngày, dùng từ 2 đến 3 ngày, hỗ trợ điều trị hen phế quản, lá chanh khô 35 g, dây tơ hồng 15 g tất cả sao vàng sóc với 3 bát nước, lấy một bát, ngày uống 2 đến 3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Giảm sưng đau do mụn nhọt chưa có mủ, lá chanh 10g, lá gai tầm sọ 8g, tinh tre 10g, phơi khô tán bột, rắc lên nơi tổn thương, có mụn nhọt rồi băng lại trong khoảng từ 8 đến 10 phút, ngày làm 2 lần, bài thuốc này giúp mụn nhọt giảm sưng đau nhanh chóng. Mát gan lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12 g, sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần mỗi ngày, nên uống sau bữa ăn sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu, lá chanh, lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50 g, bạc hà 20 g, xả hay củ, tỏi ba nhánh, tất cả rửa sạch, nấu nước sông cho ra mồ hôi phương thuốc này giúp nhanh ra mồ hôi giảm nhức đầu và giải cảm rất hiệu quả